Thưa quý vị, chúng ta đã quá quen với những vỉa hè nhếch nhác và không còn chỗ cho người đi bộ. Không chỉ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều tỉnh thành khác cũng đã nhiều lần triển khai các chiến dịch ra quân rầm rộ, lập lại trật tự vỉa hè, nhưng sau đó mọi chuyện lại trở về như cũ. Điều này khiến người dân nhờn luật, cứ lực lượng chức năng đến thì chạy bàn ghế, mệt hàng, dắt xe vào nhà, lực lượng chức năng rời đi lại đâu vào đó. Khó khăn thì nhiều người đã nói, nhưng trong phóng sự này, chúng tôi muốn mang tới một góc nhìn khác lạc quan hơn cho câu chuyện xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Và sau khi thành phố Hà Nội mở chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè, như quý vị đã thấy, hiện tại tôi đang đứng trên phố Nguyễn Đình Thi và thật sự bất ngờ khi vỉa hè nơi đây thật sự thông thoáng. Nếu như là trước đây, mỗi lần ông Khôi đi tập thể dục sẽ phải tránh rất nhiều chướng ngại vật trên đường. Tuy nhiên, từ khi lực lượng chức năng ra quân xử lý quyết liệt, giành lại vỉa hè cho người dân, ông cảm thấy rất thoải mái khi tập thể dục. Có thì đã gây khó khăn, là hàng quán các thứ, là mình không tập thể dục là vướng. Tôi thấy là coi như là công an phường Thụy Khuê, thế một ngày đi 4-5 lượt, là chúng tôi thấy là đường thông hệ thoáng, đi lại nó thoải mái. Theo ghi nhận của phóng viên báo Giao thông, trước đây những tuyến đường trên địa bàn quận Tây Hồ khá lộn xộn, mất mỹ quan do tình trạng mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên đến nay, những tuyến đường này đã trở nên trật tự hơn và đẹp hơn, phần lớn vỉa hè đã được trả lại cho người đi bộ. Chị Cúc, chủ quán cà phê trên phố Nguyễn Đình Thi, chia sẻ rằng trước đây kinh doanh ngoài vỉa hè mang lại nhiều thuận lợi cho cửa hàng. Sau khi lực lượng chức năng dẹp vỉa hè quyết liệt, đường phố thoáng đãng hơn, nhưng doanh thu của cửa hàng lại giảm mạnh, chỉ còn khoảng 20-30% so với trước đây. Cảnh quan xung quanh thì vỉa hè được hè thông, hè thoáng, nhưng mà mọi người thì vẫn đi bộ bình thường. Trước đây kể cả cho dù là bọn em có bày mấy bộ bàn ghế ra, nhưng mà bọn em cũng có chừa. Tất cả là 5 hàng gạch thì bọn em chỉ có kinh doanh thêm 2 hàng gạch, còn vẫn chừa 3 hàng gạch cho người dân đi lại. Em cũng rất là muốn là nhà nước xem có cái chế tài hoặc là có cái biện pháp nào cho kinh doanh, những nhà kinh doanh như bọn em được thuê lại vỉa hè, hay là có cái gì mà thỏa mãn được cái việc mà mọi người vẫn đi lại được, mà bọn em vẫn có thể kinh doanh được. Sau 2 năm vướng đại dịch Covid-19, chị Hương, chủ quán cà phê số 45 Nguyễn Đình Thi, vẫn cố bám trụ dù gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, quán của chị bị ảnh hưởng do lực lượng chức năng kiên quyết xử lý vi phạm vỉa hè. Nhiều ngày nay, việc kinh doanh buộc phải thu hẹp, bị buộc phải ngồi sâu vào phía trong. Nhưng cả khách và chủ đều mong muốn được kê bàn ghế ngồi uống cà phê ngoài vỉa hè để ngắm cảnh Hồ Tây. Nhiều bạn trẻ tâm sự, chúng tôi đi cả chục km lên Hồ Tây uống nước, ngắm cảnh mà buộc phải ngồi trong nhà thì không còn mấy ý nghĩa nữa. Cũng rất là mong muốn làm sao mà thành phố sắp xếp như thế nào ấy để vừa có đường đi cho người đi bộ mà cũng vừa có cái để có kiếm sống cho chúng tôi. Nếu như được chính quyền cho phép ngồi thì chúng tôi sẽ ngồi đúng cái địa phận mà chính quyền cho phép. Chắc chắn là sẽ không vi phạm, còn ai mà vi phạm thì sẽ bị phạt, mà cái người nào mà vi phạm phạt thì phải chấp nhận thôi. Thực ra là từ đầu tháng đến giờ bắt đầu ra quân là anh em công an phường đã thường xuyên đi tuần tra kiểm tra liên tục hàng ngày bất kể mưa nắng. Đa phần là các hộ kinh doanh đã chấp hành tốt, tuy nhiên là vẫn còn một vài trường hợp là cố tình vi phạm. Những trường hợp đấy thì anh em phải kiên quyết xử lý, và có cả vấn đề là rào cả barrier tạm thời. Ban chỉ đạo 197 của phường Thụy Khuê với cả lực lượng công an phường Thụy Khuê đã xử phạt 147 trường hợp với tổng số tiền là hơn 120 triệu. Vâng, thưa quý vị, trong nhiều tuyến phố chưa đẹp, chưa được quản lý hợp lý thì những hình ảnh trên ở phố Nguyễn Đình Thi hay đường Thanh Niên, phường Thụy Khuê thật sự đã đem đến cho chúng ta niềm tin và kỳ vọng sẽ có giải pháp hợp lý để tổ chức lại vỉa hè. Rõ ràng khi lực lượng chức năng xử lý quyết liệt thì đường phố đã mang một bộ mặt khác, quy củ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bên cạnh việc dành lại vỉa hè cho người đi bộ, vẫn còn đó rất nhiều trăn trở của người dân, người kinh doanh bám mặt phố. Vấn đề đặt ra là làm sao hài hòa được lợi ích của cả người sử dụng vỉa hè và người đi bộ. Liệu có lắp đặt camera phạt nguội, quy hoạch vị trí để xe, vị trí bán hàng và duy trì việc giám sát sử dụng hay không? Câu hỏi này chúng ta chờ đợi chính quyền thành phố có câu trả lời.